Xin chào cả nhà. Hôm nay em quay cái cây sứ của nhà em nè. Đã phe. Cây này tên là Candy, vàng viền đỏ. Thấy cái viền không? Ở ngoài đẹp lắm nha. Ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Nó giống như cái bông hồng vậy á. Nhưng mà nó có viền màu đỏ nè. Cái này như là em cắt trước Tết cả tháng á ta. Hơn tháng gì nữa. Chứ để cho nó lên nồng lạc. Mà bây giờ nó ra sớm quá. Cây này nó ra bị sớm rồi. Còn quá trời nụ nè. Trời ơi nó đẹp lắm luôn. Nó nở hết chứ nó đẹp. Đẹp banh nóc luôn á chàng cả nhà ơi. Cái này á, là em được tặng nha. Em được một mấy cái anh nghệ nhân á chơi lan chung với em nè. Mấy ảnh cũng có chơi sứ nữa. Cái em lên em giả bộ khen cây của mấy anh đẹp quá, mấy anh cho em luôn. Cho nhiều lắm. Bây giờ em phe cây này trước nè. Có mấy cây nữa. Có mấy cây nữa nhưng mà nó chưa có cho hoa đồng loạt. Nó ra lẻ tẻ nên em chưa có phe. Bữa em phe tiếp cái cây khác, cây này tên là Candy. Candy, cái gốc nó cũng to lắm nha. Nhưng mà này chỉ chơi thôi. Không có biết về xứ lắm. Này chỉ trồng, này mẹ mami mình trồng á. Mình chỉ cắt thôi. Cắt để cho nó ra hoa thôi chứ cũng không có biết là cắt kiểu nào. Nhưng mà cái bông nó cực kỳ đẹp luôn. Ở ngoài cực kỳ đẹp. Trời ơi, vài bữa mà nó ra hết. Làm sao ta mấy chỗ này nó vài bữa nó cũng sẽ ra hoa nè. Hiện tại nó chưa có ra nụ nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ ra. Bao còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, 9, 10, nói chung là rất là nhiều, còn rất là nhiều luôn. Còn rất là nhiều hoa chưa có ra luôn. Và bữa mình nó ra hết, cái em quay tiếp một cái nữa, phe tiếp. Thích phe, người thích phe. Đẹp quá trời đẹp. Cái góc đó nè. Góc nó cũng cực kỳ to. To lắm. To bằng cái bàn tay của em. Đấy, cái thế đây của nó cũng đẹp lắm luôn. Đây này cái tên là Candy. Rồi, phê tới đây thôi. Mai phê tiếp. Nha. Bye bye cả nhà. Mai mà nở hết phe tiếp coi thử cái này nó thay đổi sao ta. Nó cũng là viền đường viền đỏ luôn, đẹp quá mà anh nội ơi. Nãy giờ đem về chân trời. Cây này đang ở trên sân thượng. Quá trời đẹp. Trời ơi, bye cả nhà nha.